Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video ngày 12 tháng 1. Hiện tại chúng ta đang có mặt trên hẻm 352 đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10. Và để mở đầu video trong buổi sáng ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và một tuần làm việc đầy hiệu quả. Hôm nay rất vui Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình buổi sáng ở tại chợ Campuchia, chợ Lê Hồng Phong và chợ hoa Hồ Thị Kỷ để chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhìn ngắm chợ Campuchia buổi sáng sớm nhộn nhịp như thế nào và chợ hoa Hồ Thị Kỷ trong những ngày giáp Tết ra sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các con hẻm này để đi sang bên chợ Campuchia ha. Đường Lê Hồng Phong này thì có rất là nhiều hẻm. Ở đây hẻm 352 Lê Hồng Phong có nhà thờ Phaolô. Ở đây người ta có dàn đèn Giáng sinh nhưng mà hiện tại vẫn chưa có tháo các bạn. Mình sẽ đi vòng ra cái con hẻm này để đi vào bên chợ Lê Hồng Phong. Sáng thì chắc chợ đông đúc. Đây là hẻm 368 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 các bạn. Đây buổi sáng người ta bán rau, bán thịt. Đây là các cái sạp đồ khô Campuchia các bạn. Ngày hôm nay chúng ta di chuyển buổi sáng để xem thử là chợ đông không ha. Toàn là nhộn nhịp ngày. Bán đầy đủ rau cỏ luôn các bạn. Đây có bán thịt nè, bán các cái đồ quần áo thể thao. Quần áo thời trang luôn các bạn. Nồi niêu son chảo, cá tôm mực có hết luôn. Trái cây chuối đu đủ. 5.000 bịch chanh đó. 5.000 bịch chanh thôi rẻ thế. Cá đồ khô, cá.
này buổi sáng đông vui tấp nập quá các bạn. Cá, ốc, tôm, nấm. Tôm nửa ký 101 một ký. Đây người ta bán đồ ăn sáng cũng rất là đông các bạn. Bún mắm rồi bánh cuốn, bánh ướt, bún bò, măng vịt. Lần đầu tiên Tường Vũ Channel thực hiện cái video clip vào buổi sáng. Giày dép, quần áo. Ở bên này bán xôi bắp, xôi cúc, xôi đậu xanh nè. Hỏi 5.000 kilo luôn. Nhộn nhịp đông đúc quá. Hỏi 5.000 thanh long, 5.000. Xoài luôn, xoài vú sữa. Hỏi thanh long. Chúng ta sẽ di chuyển lên bên phía chợ hoa Hồ Thị Kỷ để chúng ta sẽ cập nhật những cái hình ảnh buổi sáng. Chỉ có cái đoạn phía dưới thì nó hơi đông. Thế này thì vắng rồi. Bánh mì chả cá. Chợ Campuchia này buổi tối thì đông lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên khu vực của chợ hoa để xem sao ha. Đây có quán bún bò Huế nè ha. Bên phía tay phải màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là trường tiểu học Hồ Thị Kỷ. Sáng nay đang chích mũi thứ ba bổ sung các bạn. Đây là đường Hồ Thị Kỷ, quận 10. Đây các bạn. Nếu chúng ta đi ra đầu đường này là giáp với đường Lý Thái Tổ, quận 10 ha, phố hoa Hồ Thị Kỷ.
Bây giờ Tường Vũ Channel sẽ đi một vòng ở bên phố hoa Hồ Thị Kỷ xem thử là bông hoa rồi như thế nào. Càng gần về cuối năm thì không khí các cái chợ càng đông đúc các bạn. Đây chợ hoa, phố hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10. Năm nay thì chắc năm nay chắc phố hoa Hồ Thị Kỷ cũng không có nhộn nhịp đông đúc như mọi khi đâu. Chung là chợ hoa, phố hoa chợ hoa Hồ Thị Kỷ này thì khoảng 谁的话我还没来呢话我还没到phòng hoa trường bán quá trời luôn. Này là lối đi vào chung cư Lê Hồng Phong. Trong này quá trời hoa luôn. Chung cư Lê Hồng Phong các bạn ha. Chợ hoa thì đó. Sáng sớm mà khách không có mấy các bạn. Như vậy là năm nay có lẽ là sức mua hoa cũng sẽ giảm xuống rất nhiều luôn. Buổi sáng hôm nay trong cái video này Tường Vũ Channel chủ yếu cập nhật một vài hình ảnh về chợ Campuchia và chợ hoa Hồ Thị Kỷ thôi, để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn được nhìn thấy xem thử là cái không khí của những ngày giáp Tết ở tại chợ hoa này như thế nào. Đây người ta bán rất chậu luôn. Sắp
Cát Xuân tràn ngập luôn các bạn. Trên phố hoa Hồ Thị Kỷ. Năm nay vậy là sức hoa ít quá. Đây là con đường Hồ Thị Kỷ nha các bạn. Đường Hồ Thị Kỷ, quận 10. Đây là hẻm 60 mấy Hồ Thị Kỷ. Và có lẽ những hình ảnh, và như vậy một số hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cô kỳ hả? Cô kỳ quá. Làm sao hả?